Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Nhà ngữ Minh Châu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài thứ 10 trong cuốn Pawa đồ đi đựng từ vựng cấp độ N2. Trước khi vào bài, chúng ta cùng thư giãn một chút các bạn nhé. Môn đề 1, giảng bài cách đọc chữ Hán. Câu số 1, Kono ketai denwa wa shinikui. Cả chữ Hán này của chúng ta là chữ thao và chữ tác, đúng không ạ? So sa, chúng ta đọc là so sa, đúng không ạ? Nghĩa là thao tác, đúng không ạ? Câu này chúng ta sẽ chọn đáp án là số 1. Cái điện thoại di động này thì rất khó thao tác. Câu số 2, Kono heya wa ngà ôi. Hai chữ Hán này chúng ta có chữ thấp khí, đúng không ạ? Đọc là shikke, nghĩa của nó là hơi ẩm, shikke. Câu này chúng ta sẽ chọn đáp án là số 4. Konoheyawa shikke ngã ôi, tức là căn phòng này có rất là nhiều hơi ẩm. Câu số 3, chishin de biru ngã shimata. Chữ Hán này của chúng ta là chữ kata mư cự, âm Hán Việt là chữ khuynh, nghĩa của nó là bị nghiêng, bị lệch về một phía. Đây chúng ta sẽ chọn đáp án là số 2. Còn chúng ta các đáp án sai chúng ta đều có một số động từ chúng ta có thể tham khảo thêm. Động từ số 1 là ha bư cự, chữ Hán là chữ tỉnh, nghĩa là tỉnh là cắt lược, cắt bớt đi, thường là cắt lược bớt đi nội dung, setsumeo ha bư cự. Và từ tiếp theo là kizutsuite, kizutsuku. Kizutsuite, xin lỗi nhé, cái từ mà CC đang viết ở đây ý, thì nó là động từ kizuku, đúng không? Khi chia sang thể T nó là kizuite, thì nó sẽ là động từ này là xây dựng, xây dựng. Còn từ số 3 ở trong đáp án nhé, kizutsuite là động từ kizutsuku. Kizutsuku nghĩa là gây tổn thương, làm tổn thương. Chúng ta có thể tra thêm từ điển để thấy chữ Hán nhé. Còn tiếp theo là từ furimuite, furimuku. Furimuku là ngoảnh lại về phía sau, có ai đấy gọi cho nên tôi furimuku, tôi ngoảnh lại. Câu này chúng ta chọn đáp án là số 2, đúng không ạ? Do động đất cho nên tòa nhà đã bị nghiêng. Môn đề 2, giảng bài cách viết chữ Hán. Câu số 1, konokusuri wa shoku go sugu ni nomanakereba koka nganai. Koka của chúng ta sẽ là chữ hiệu và chữ quả, đúng không? Hiệu quả. Cho nên đáp án đúng ở câu này sẽ là số 1, đúng không ạ? Koka. Chúng ta thấy chữ hiệu ở đây nhá, chữ hiệu của chúng ta ấy, thì nó sẽ là chữ dao này đằng trước và chữ lực ở phía sau, đúng không ạ? Còn cái chữ dao này, dao trước này, đằng sau là có bộ ấp, đúng không ạ? Thì chữ này nó cũng là dao và nghĩa của nó là trong từ ngoại ô ấy, cô ngai. Ở cái thuốc này nếu như mà không uống ngay sau bữa ăn thì sẽ không có hiệu quả. Câu số 2, Itsuka chibun no homo shippan shitai. Shippan của chúng ta sẽ là chữ xuất và chữ bản, đúng không ạ? Chữ xuất bản, chữ bản của chúng ta ấy, thì phía trước nó sẽ có bộ phiến, chữ phiến, đúng không ạ? Và đằng sau là chữ phản. Cho nên câu này chúng ta sẽ chọn đáp án là số 2, shippan. Tôi muốn một lúc nào đó sẽ xuất bản cuốn sách của chính mình. Câu số 3, Sakune no nocho sakeka ga kohio sareta. Từ kohio của chúng ta, chữ Hán sẽ là chữ công và chữ biểu, đúng không ạ? Công biểu. Và trong này chúng ta sẽ đang số 1. Kohio nghĩa là công bố, tuyên công bố rộng rãi, đúng không ạ? Cho mọi người biết. Một câu này chúng ta sẽ dịch là gì ạ? Kết quả điều tra của niên độ trước, đúng không ạ? Thì đã được công bố. Hay, môn đề 3, giảng bài điền ô trống. Câu số 1. Ano kashiu no ikikata ni wa oku no josei ga. Với cái cách sống của ca sĩ kia, đúng không? Thì rất là nhiều người, nhiều cô gái gì gì đấy. Từ số 1 này chúng ta có động từ từ akogareru. Akogareru, chữ Hán này là chữ đồng và nghĩa của nó là ao ước, khao khát, tức là ao ước mong muốn được có được một cái gì đấy giống như của ai. Từ số 2 thì là kuro, khổ lao, tức là khổ sở vất vả. Gokuro sama desu, đúng không? Anh đã vất vả rồi. Chú ý thì là chú ý.
Và tiếp theo là từ hi hăng là phê phán, đúng không ạ? Thì gì nhỉ? Cách sống của ca sĩ kia thì rất là nhiều người con gái. Ở đây chúng ta để ý kỹ vào cái từ ní nhé, ikikata ní họa là với cái cách sống đấy, đúng không ạ? Thì người ta rất là khao khát. Cái động từ akogareru, ao ước cái gì, người ta dùng chữ từ ní ở đấy, đúng không ạ? Còn ở đây từ hi hăng chẳng hạn, phê phán đúng không? Phê phán thì phải là ố hi hăng. Câu này chúng ta sẽ chọn đáp án là số 1. Số 3 thì là chú ý. Tại sao chúng ta không gọi là chú ý? Chú ý ở đây là gì? Chú ý này là chú ý mang nghĩa là cẩn thận nhé. Cẩn thận, chú ý đến một cái gì. Ví dụ là gì? Kuruma ni chú ý sẽ được, tức là chú ý cẩn thận với ô tô. Chứ nó không mang nghĩa là chú ý quan tâm, đúng không? Cho nên chúng ta không chọn ở đây nhé. Kuro thì rất rõ rồi, đúng không? Chúng ta không chọn. Câu số 2 này. Sono kuni ni kiyomi o mota wa ippon no egao mita koto data. Đây chúng ta có từ kiyomi. Kiyomi là hứng thú, quan tâm, đúng không ạ? Có hứng thú quan tâm đến đất nước đấy, đúng không ạ? Là tôi xem một bộ phim. Số 1 là từ kikai là cơ hội, đúng không ạ? Số 2 là shoshin, sơ tâm, tức là cái tâm niệm ban đầu. Hajime thì là ban đầu, chỗ đầu tiên, từ đầu. Và kịch kake, động cơ, nguyên cớ để bắt đầu một cái gì. Cho nên câu này chúng ta sẽ thấy là gì? Cái động cơ, cái nguyên cớ khiến cho tôi quan tâm đến đất nước đấy, đúng không ạ? Là việc tôi đã xem một bộ phim. Cho nên câu này chúng ta sẽ chọn đáp án là số 4, kịch kake. Câu số 3. Kaimono ni iku nara gyūniu o katte kite. Nếu mà đi mua sắm, đúng không ạ? Thì mua sữa về đây. Chúng ta có sono uchi. Sono uchi là dần dần, tức là gì ạ? Có một sự biến đổi, có một sự biến đổi, tức là trong chúng ta dịch là dần dần, và chúng ta hiểu là gì? Trong một khoảng thời gian nào đấy thì có một sự biến đổi, thì người ta mãi người ta mới nhận ra. Còn tokorode là đổi chủ đề, đúng không? Nhân tiện đây thì tôi đổi một xong chủ đề khác, tức là đang nói chuyện với nhau, người ta muốn đổi một chủ đề khác, người ta sẽ dùng từ tokorode. Chư đề ní, chúng ta có một mẫu câu là chư đề ní là nhân tiện, tiện thể, đúng không ạ? Ngoài ra thì chư đề ní còn có thể là phó từ, nó là liên từ đứng ở đầu câu hoặc là đầu vế, mang nghĩa là nhân tiện, tiện thể thì, nhân tiện thì. Còn waza cất công lặn lội làm gì? Cất công đi từ nhà đến tận ngân hàng để đổi tiền chẳng hạn, đúng không ạ? Và câu này chúng ta sẽ thấy là gì? Đi mua sắm thì tiện thể ai hãy mua hương sữa về đây cho tôi, đúng không ạ? Cho nên câu này chúng ta sẽ chọn đáp án là số 3, tsui de ni. Câu số 4, watashi no heya wa semai no de piano o oku wa nai. Căn phòng của tôi rất là hẹp, cho nên là không có cái gì đấy để cái đàn piano. Kona là góc, góc. Space là không gian, chỗ trống. Beranda là cái ban công, và counter là quầy thanh toán, quầy tính tiền. Câu này chúng ta sẽ thấy là gì? Không có là không có không gian, chỗ trống để cái piano, đúng không ạ? Nên câu này chúng ta chọn đáp án là số 2. Môn đai 4, dạng bài điền ô trống của phần từ phức. Câu số 1, kare wa yume na kiyo de hataraite iru. Anh ấy đang làm việc ở một doanh nghiệp lớn nổi tiếng, đúng không ạ? Doanh nghiệp lớn thì chúng ta sẽ dùng cụm từ là dai kiyo, đáp án là số 3. Anh ấy đang làm việc ở một doanh nghiệp lớn rất nổi tiếng. Câu số 2, watashi no ie de wa shinbun o totte imasu. Ở đây chúng ta có từ là đơn vị để đếm số bản, số bộ tài liệu hay là báo, đó là chữ bự, bự, đúng không ạ? Đáp án sẽ là số 2. Có hai tập báo, hai bộ báo, đúng không ạ? Từ sắt chữ, từ số 1 ý, sắt chữ thì nó là cuốn sách, đúng không ạ? Cuốn sách thì chúng ta mới dùng. Hey, câu số 3, kotsujiko no chōhō o uke, keisatsu ga isoide genba ni kake. Trong này chúng ta có từ kê sát sự thì là cảnh sát, đúng không ạ? Và từ genba là hiện trường. Ở trong này thì các cái từ vựng này đều có nghĩa. Chúng ta có thể xem từ kake tsukeru. Kake tsukeru nghĩa là lao đến, vội vàng chạy đến đâu. Còn từ kake komu. Kake komu là chạy toán loạn, chạy như là như ong vỡ tổ.
cứ loạn hết cả lên. Kake như kê đự, chạy vượt qua, chạy và bỏ qua đối phương ở phía sau. Kake mawaru tức là chạy vòng quanh, chạy xung quanh. Thì câu này chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Nhận được thông báo của vụ tai nạn giao thông đúng không? Thì cảnh sát ấy đã vội vàng, chắc chắn là gì? Lao đến hiện trường, chạy đến hiện trường đúng không? Cho nên câu này chúng ta sẽ chọn đáp án là số 2, Kake tsuketa. Hãy môn này 5 dạng bài chọn từ đồng nghĩa. Câu số 1, chichi wa shigoto de nenju ie o rusu ni shite iru. Ở đây chúng ta có từ nenju. Từ nenju này nó là phó từ nhá, nó là hoạt động như một phó từ và nó mang nghĩa là luôn luôn, thường xuyên, tức là luôn luôn rất là thường xuyên ở cái trạng thái như vậy. Thế thì ở đây chúng ta có số 1 này, ít chữ mố là lúc nào cũng. Tamani thi thoảng, ichi nen càng tức là một năm đó. Và hăng nên càng nửa năm, thì chắc chắn là chúng ta phải chọn đáp án là số 1 rồi đúng không ạ? Ít chữ mố tức là luôn luôn thường xuyên. Bố tôi vì công việc cho nên thường xuyên vào nhà. Câu số 2, kare wa nani goto ni mo re se ni tai o suru. Sau này chúng ta có từ tai o là đối ứng, còn từ re se chữ lãnh và chữ tĩnh và nghĩa của nó là điềm tĩnh, bình tĩnh. Số 1 thì là chữ mê tai là lạnh lẽo hoặc là thái độ thì chúng ta dịch là lạnh lùng. Tene lịch sự, chỉn chu cẩn thận. Ichiwaru, Ichiwaru là chữ ý, địa ác, nghĩa của nó là tâm địa xấu xa. Và từ số 4, Ochitsuku, chữ lạc và chữ trước, và nghĩa của nó là điềm tĩnh, bình tĩnh. Cho nên câu này chúng ta sẽ chọn đáp án là số 4, đúng không ạ? DC nó sẽ bằng với Ochitsuku. Anh ấy thì bất cứ vấn đề gì cũng đều đối ứng một cách rất là điềm tĩnh. Hãy câu số 3, yakusoku no chikan ni okurete shimatte hontou ni sumanai to omotte imasu. Tôi bị muộn giờ hẹn, tôi thật sự là xin lỗi. Sumanai đó chính là sumimasen, đây là giọng văn ngắn. Cho nên là câu này số 1 thì là kanashi là buồn này. Số 2 chúng ta có từ kuyashi, chữ Hán là chữ hối, nghĩa của nó là thấy tiếc nuối, tiếc nuối, tiếc. Darashinai thì là lôi thôi, luộng thuộng, hoặc là gì? Okaneni darashinai, đúng không? Tức là tiêu tiền rất là không cẩn thận, đúng không? Không chặt chẽ. Jikangi darashinai, không biết tuân thủ thời gian. Ngoài ra thì từ darashinai này nó có nghĩa đó là nhụt chí, thất bại có một lần mà đã từ bỏ, thật là darashinai, tức là anh là hay nhụt chí. Còn Moshiwake nai là xin lỗi đúng không? Chính là dạng ngắn của Moshiwake arimasen. Cho nên câu này chúng ta sẽ chọn đáp án là số 4, Moshiwake nai. Tiếp theo là dạng bài chọn cách dùng đúng của từ. Từ đầu tiên là mê gia sự. Mê gia sự, chữ mục và chữ chỉ. Và từ này nghĩa là nhắm đến một mục tiêu. Mê gia sự, nhắm đến một mục tiêu. Câu số 1, sensei wa Yamamoto san no namae o yonde mezashita, tức là gì ạ? Thầy giáo gọi tên của Yamamoto san và nhắm đến, cái này thì không phải là nhắm đến mục tiêu đúng không? Thầy gọi chẳng hạn như là thầy chỉ tay thì gọi đúng không? Hoặc là chỉ tên shime. Số 2, chimu zenin ga yusho mezashite mainichi renshu shite iru, tức là gì ạ? Toàn bộ thành viên trong đội đều đang nhắm đến chức vô địch và hàng ngày luyện tập. Chúng ta thấy đây đúng là người ta đang nhắm đến cái mục tiêu là vô địch đúng không ạ? Câu số 3, okanemochi o mezashite itsumo takarakuji o katte iru, tức là gì? Tôi suốt ngày mua xổ số với mục đích nhắm đến là trở nên giàu có. Cái này thì không phải đúng không? Đây rõ ràng là không phải là mục đích mục tiêu được đúng không ạ? Cái này chúng ta có thể là gì? Với mong muốn đúng không ạ? Chúng ta okanemochi o mezashite chúng ta có thể đổi nó thành là okanemochi ni naritakute, đúng không? Muốn trở thành người giàu có. Câu số 4, sai phụ ố sư tê hirote sai phụ ố hirote kureta hito mezashite oreo ita, cái này thì ý là gì? Tôi nói lời cảm ơn đối với một cái người mà đã nhặt giúp tôi cái ví, đúng không ạ? Thì cái này chúng ta có thể thay cái ố mezashite bằng mi taishite, tức là đối với mình bày tỏ quan điểm thái độ của mình đối với một cái gì. Câu này đáp án cuối cùng sẽ là số 2.
Câu số 2, xê các cự. Từ xê các cự này thì có cách dùng đó là gì ạ? Mất bao công làm gì, đúng không ạ? Thì hoặc là chẳng mấy khi có dịp gì. Nó rất hay là gì? Xê các cự nốn ít, mất bao công thế mà, đúng không ạ? Hoặc là xê các cự cà rà, tức là vì mất bao công, vì chẳng mấy khi có dịp cho nên người ta sẽ làm gì. Câu số 1, xê các cự yông chiu phừng quạ mà chi ma sô. Cái này thì là xin các anh hãy đợi khoảng độ 15 phút, đúng không ạ? Cái này thì không có xê các cự mất bao công ở đây rồi. Xê các cự sư cứt tà rà dê hi tà vê tê cứ đá sai, đúng không ạ? Tức là gì? Nếu mà đã mất công làm, đúng không ạ? Nếu mà đã mất công làm thì nhất định là hãy ăn đi, đúng không ạ? Cái này thì chúng ta thấy nó cũng không được hợp lý lắm, đúng không ạ? Xê các cự desu ga yoroshiku o negai shimasu. Cái này thì là gì? Mất bao công nhưng mà mong anh. Cái này thì cũng không phải, đúng không ạ? Xê các cự koko made kita no dakara yoku mite iko. Tức là gì ạ? Vì chúng tôi đã mất bao nhiêu công đi đến đây, cho nên là chúng ta hãy xem thật là kỹ, đúng không ạ? Câu này chúng ta sẽ chọn đáp án là số 4, đúng không ạ? Các bạn ơi, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo nhé.